Đây chính là trang của mình trước đây, khi mà sử dụng những cái sản phẩm làm trắng da nhanh khiến da của mình trở nên kiểu bị dễ kích ứng hơn nè, khô da, đặc biệt là nhạy cảm lắm luôn. Còn bây giờ thì cũng chợt vía là da của tôi trở nên trắng hơn nè, và hàng rào bảo vệ da của tôi cũng hồi phục tốt hơn lúc trước rất là nhiều. Trước hết là cũng phải ngừng sử dụng hết những cái sản phẩm mà gây kích ứng cho da nè, rồi kem tập trung sử dụng cái kem dưỡng làm sáng da của Skinfit này nè, đặc biệt là da dầu hay là da nhạy cảm á, đều có thể sử dụng được nha mọi người. Kết cấu của kem thì nhẹ như không vậy á, thẩm thấu rất là nhanh trên da, mà cái loại kem này còn chứa DSM niacinamide, phân tử nhỏ độ tinh khiết cao của Hà Lan nữa, cho nên là hấp thụ rất là tốt trên mặt luôn ý. Sau một khoảng thời gian tôi thấy nó cũng rất là hợp với da của tôi luôn, cải thiện cái sự đàn hồi trên da rất là tốt và làm sáng sáng da cũng nhanh nữa. Tôi thấy là sản phẩm tốt, mọi người nên thử nha.